lính Kiev bỏ vũ khí, rút chạy ở Kursk. UAV tự sát của Nga thiêu cháy pháo tự hành Ukraine ở Kharkov. Máy bay không người lái của Ukraine áp sát thủ đô Nga. Israel thề sẽ bắt Iran trả giá sau vụ ám sát Thủ tướng Netanyahu. Israel yêu cầu sơ tán khẩn cấp hai khu phố ở thủ đô Beirut của Liban. Bầu cử Mỹ năm 2024, tỷ phú Elon Musk hứa tặng 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình toàn cảnh quốc tế trên kênh YouTube Báo Giao thông. Chương trình xin được cập nhật những tin tức mới nhất và hấp dẫn về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Sau đây là phần tin chi tiết. Cập nhật diễn biến về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraina. Kênh driver vừa cho biết, các cuộc đụng độ tiếp tục diễn ra trên toàn bộ chiến tuyến ở vùng Kursk. Tại quận Gluskove, quân đội Nga đã bắt sống một xe chiến đấu bộ binh CV-90 do Thụy Điển sản xuất gần khu định cư Veseloye, tịch thu làm chiến lợi phẩm. Rõ ràng trong lúc rút chạy hoảng loạn, lực lượng Kiev đã bỏ lại chiếc xe trong tình trạng còn hoạt động tốt. Ở quận Koriniva, không có thông tin nào về việc quân đội Ukraine thoát ra khỏi vòng vây ở khu vực Lyubimovka. Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy các binh sĩ Ukraine vứt bỏ vũ khí, tháo chạy hàng loạt và trên đường rút lui đã bị hỏa lực Nga tập kích dữ dội, thương vong đáng kể. Về phía quận Suza, các cuộc tấn công của lực lượng Kiev theo hướng Leonidovo đã bị đẩy lùi và một kho giã chiến của quân đội Ukraine gần Kureknoje bị phá hủy. Tại Kazachia Lokina, những người điều khiển UAV Nga đã tấn công một xe thiết giáp chở quân của đối phương. Thông tin về việc kiểm soát hoàn toàn Plekovo cũng chưa được xác nhận kênh rv voenko xác nhận giao tranh trên mặt trận Kursk không hề lắng xuống lực lượng kiev chủ yếu ở thế phòng thủ còn quân đội nga đang xông vào các vị trí của đối phương bộ quốc phòng nga tuyên bố lực lượng moscow tiếp tục tấn công đánh sập các khu định cư libimoka malaya lokina noviput và plekovo quân đội nga với sự hỗ trợ của trực thăng và pháo binh đã đẩy lùi một cuộc phản công của đối phương trong khu định cư leonidova giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn dọc con đường xanh Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 155 tiếp tục tấn công, trong khi quân đội Ukraine lại tung lực lượng đổ bộ được trang bị đầy đủ vào phản công. Ngoài ra còn có các trận chiến ở Nizhny Klin, Tolstoy Medal và Novovanovka. Lực lượng Kiev vẫn đang trong thế phòng thủ, cố gắng ngăn chặn sự đột phá của quân đội Nga. Lực lượng Moscow cũng tấn công vào khu vực Malaya và Plekovo, dần tạo sức ép nghẹt thở lên đối phương. Trong ngày, Kiev thiệt hại hơn 270 người, cùng nhiều phương tiện cơ giới và vũ khí trang bị. Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay không người lái UAV của nước này, trong khi thực hiện nhiệm vụ trinh sát tại làng Boguslavka ở tỉnh Kharkov, đã phát hiện kíp điều khiển pháo tự hành Grab của quân đội Ukraine khai hỏa cạnh một dặn rừng và nhanh chóng di chuyển tới vị trí khác để tránh đòn phản pháo. Thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga viết, Video được UAV trinh sát quay lại sau đó cho thấy, cỗ pháo trên đã bị phá hủy bởi UAV tự sát Lancet tại địa phận làng Boguslavka ở Kharkov. Theo thông tin từ trang web phân tích phòng thủ tình báo Oris của Hà Lan, ít nhất 30 khẩu pháo tự hành Krab của quân đội Ukraine đã bị phía Nga phá hủy từ giữa năm 2022 tới nay. Trong một diễn biến nóng đáng chú ý, quân đội Nga chỉ còn cách Pokorovsk khoảng 12 km, áp đảo lực lượng phòng thủ của Ukraine với số lượng binh sĩ và vũ khí vượt trội. Nếu để Pokorovsk rơi vào tay Nga, Ukraine không chỉ mất đi một trung tâm tiếp tế chiến lược của quân đội ở miền Đông, mà còn có nguy cơ mất một mỏ than có ý nghĩa sống còn đối với công nghiệp sản xuất thép của nước này. Cách Pogorovsk khoảng 10 km về phía tây là khu mỏ sản xuất loại than đặc biệt dùng để luyện cốc, một thành phần thiết yếu trong quá trình sản xuất thép. Ông Oleksandr Kalenkov, người đứng đầu Hiệp hội Sản xuất thép của Ukraine, cho biết, việc mất mỏ Pokrovsk, nguồn than cốc duy nhất trong nước có thể khiến sản lượng thép sụt giảm chỉ còn 2 đến 3 triệu tấn. Theo báo cáo của phong trào kháng chiến Ates liên kết với Kiev, quân đội Nga đã phá hủy một cây cầu vào ngày 19 tháng 10 ở khu vực Kherson miền nam Ukraine nhằm ngăn chặn một cuộc tấn công tiềm tàng của Ukraine. Nhóm Ates đã viết bằng tiếng Ukraine trên kênh Telegram của nhóm rằng vào sáng ngày 18 tháng 10, người Nga đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Kolka ở khu vực Kherson. Cây cầu được cho là nằm ở thành phố Oleski. Nhóm Ates cho biết có mục tiêu phá hủy quân đội Nga từ bên trong, đôi khi nhận được thông tin tình báo từ những cá nhân làm việc cho quân đội Nga. Vào ngày 19 tháng 10, nhóm này đã đưa tin rằng một điều viên thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 61 của lực lượng vũ trang Nga báo cáo rằng điều này có thể là do một cuộc tấn công có thể xảy ra của lực lượng phòng vệ Ukraine ở khu vực Kherson. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Ates nhắc lại ý tưởng này, cho biết rằng lực lượng Nga đã cho nổ tung cây cầu vì họ dự đoán một cuộc tấn công của không quân Ukraine. Tuy nhiên, bài đăng cũng lưu ý rằng có thể có những lý do khác dẫn đến việc phá hủy cây cầu. Bài đăng trên Telegram của nhóm này cho biết rằng binh lính Nga trong lữ đoàn đó đã nhiều lần nhận được thông tin tình báo về một cuộc tấn công có thể xảy ra của lực lượng Ukraine. Người ta cũng đưa tin rằng tất cả các đơn vị ở độ sâu lên tới 15 km đã được đặt trong tình trạng báo động chiến đấu toàn diện. Trong một diễn biến đáng chú ý, các quan chức địa phương cho biết vào sáng 20 tháng 10, Ukraine đã phóng một loạt máy bay không người lái nhằm vào Moscow và miền Tây nước Nga. Thị trường Sergei Shobianin viết trên Telegram rằng các đơn vị phòng không Nga đã phá hủy ít nhất một máy bay không người lái tiếp cận thủ đô Moscow. Theo thông tin sơ bộ, không có thiệt hại hay thương vong nào được ghi nhận khi các mảnh vỡ của máy bay không người lái rơi xuống quần Dramensky của Moscow. Các mảnh vỡ máy bay không người lái đã gây ra một số vụ cháy nhỏ ở tỉnh Lipetsk phía tây nam Nga. Thống đốc khu vực này cho biết không có thương vong được báo cáo. Thống đốc tỉnh Bryansk và Orion cũng ở phía tây nước Nga xác nhận các đơn vị phòng không đã phá hủy một số máy bay không người lái. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Chuyển sang những thông tin về tình hình xung đột tại Trung Đông sau khi Israel triển khai cuộc tấn công dữ dội vào hàng loạt vị trí ở vùng ngoại ô phía nam Beirut với lý do phá hủy các kho vũ khí của lực lượng Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố rằng Washington muốn thấy Israel giảm quy mô tấn công ở trong và xung quanh thủ đô Beirut của Liban vì số lượng thương vong dân sự quá cao. Phát biểu với báo chí tại hội nghị các bộ trưởng quốc phòng G7 ở thành phố Napoli của Ý, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho biết, Chúng tôi muốn thấy tình hình chuyển biến theo hướng tiến tới đàm phán để cho phép dân thường của cả hai bên biên giới trở về nhà. Bộ trưởng Austin cũng cho biết ông đã hỏi người đồng cấp Israel Joab Biden về các cuộc tấn công và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc UNIFIL ở miền Nam Liban. Ông Austin cho hay ông Biden đảm bảo với tôi rằng Israel không có ý định tấn công lực lượng UNIFIL. Mỹ, đồng minh hàng đầu của Israel, thúc giục Israel làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thường dân ở giải Gaza và Liban một bức thư mật được ông Austin và Ngoại trưởng Anthony Blinken gửi đến Israel tuần trước, yêu cầu Israel triển khai các biện pháp cụ thể để giảm bớt cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng xấu đi ở giải Gaza nếu không Mỹ sẽ hạn chế viện trợ quân sự. Ông Austin từ chối nói về nội dung bức thư, nhưng lưu ý rằng Mỹ đã thấy giảm đáng kể số lượng viện trợ đang được thực hiện. Vì thế, chúng ta cần bẻ đường cong theo hướng khác. Khi được hỏi đã có thay đổi gì diễn ra trong những ngày gần đây hay không, ông Austin cho biết rằng ông thấy những việc được làm để đưa thêm hàng viện trợ vào giải Gaza. Trong một diễn biến đáng chú ý, sau khi xác nhận nhà của mình bị máy bay không người lái tấn công, Thủ tướng Netanyahu tuyên bố, các điệp viên Iran cố ám sát tôi và vợ tôi, hôm nay đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Nhiều bộ trưởng và nghị sĩ đối lập cũng đưa ra phát biểu tương tự, cảnh báo Iran sẽ phải hối tiếc với hành động của lực lượng đồng minh Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Gallant tuyên bố, vụ tấn công về cơ bản là đã nhắm vào nhà nước Israel và các biểu tượng của chính phủ. Trong khi đó, Iran tách mình khỏi vụ tấn công và tuyên bố rằng đây là hành động của Hezbollah, còn Hezbollah vẫn chưa nhận trách nhiệm. Phái đoàn thường trực Iran tại Liên Hợp Quốc tuyên bố đã đáp trả Israel, ngụ ý nói đến vụ phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo ngày 1 tháng 10. Phái đoàn khẳng định rằng hành động đang bị nghi ngờ là do lực lượng Hezbollah ở Liban thực hiện. Ngoại trưởng Israel, Israel Kass nhấn mạnh vụ tấn công bằng máy bay không người lái cho thấy bộ mặt thật của Iran và trục ma quỷ mà nước này lãnh đạo. Ông cũng bác bỏ phát biểu của phái đoàn Iran. Ông Kass viết trong bài đăng trên mạng xã hội X, lực lượng đại diện hàng đầu mà Iran tạo ra, tài trợ, vũ trang, huấn luyện và kiểm soát bỗng nhiên bị mô tả như một tổ chức độc lập. Những lời nói dối và giả vờ đó sẽ không giúp gì đâu, các ông sẽ phải chịu trách nhiệm. Kênh 12 của Israel đưa tin, Israel muốn dùng vụ tấn công nhằm vào ông Netanyahu như một lý do để tăng tính chính đáng cho việc mở rộng mục tiêu tấn công, khi Israel tiến hành chiến dịch đáp trả Tehran vì vụ phóng tên lửa ngày 1 tháng 10. Văn phòng Thủ tướng Israel phát biểu với báo Times of Israel rằng ông Netanyahu đã trao đổi với ứng viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Mỹ Donald Trump sau vụ tấn công. Ông cũng đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ông Johnson viết trong bài đăng trên mạng X Tôi nói với ông ấy rằng Mỹ ủng hộ mạnh mẽ Israel và nhắc lại cam kết của chúng tôi sẽ giúp họ đối phó với Iran và các lực lượng đại diện. Báo chí Israel dẫn nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ đến Israel vào đầu tuần tới, nhân chuyến công tác đến Trung Đông. Quân đội Israel ngày 20 tháng 10 đã yêu cầu Liban sơ tán khẩn cấp dân thường sống gần các tòa nhà có liên hệ với Hezbollah tại hai khu phố ở phía nam thủ đô Beirut. Quân đội Israel đã đánh dấu các cơ sở này trên bản đồ và tuyên bố sẽ sớm tiến hành các hoạt động quân sự nhằm vào chúng. Phan ngôn viên quân đội Avichai Adrai cho biết trên Telegram, vì sự an toàn của quý vị và gia đình, quý vị phải sơ tán khỏi tòa nhà và các tòa nhà lân cận ngay lập tức, di chuyển ra xa ít nhất là 500 mét. Các tòa nhà mà quân đội Israel thông báo sẽ tấn công gồm một tòa nhà ở Buri al-Barane và một tòa nhà khác ở Chuifat. Chuyển sang những diễn biến mới về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024, giới chức Mỹ hôm 19 tháng 10 bác bỏ nghi vấn các hộp đựng phiếu bầu cử Tổng thống qua thư ở bang Minnesota đã bị động tay động chân do sơ suất của nhân viên bầu cử. CNN dẫn lời các quan chức ở bang Minnesota Mỹ cho biết họ đã sa thải nhân viên bầu cử phụ trách việc vận chuyển các hộp đựng phiếu bầu qua thư với lý do tắc trách trong công việc. Cụ thể, nhân viên bầu cử trên đã để cốp xe mở có chứa hơn chục hộp đựng phiếu bầu, bên ngoài tòa thị chính thành phố edina thuộc bang minnesota và rời đi hình ảnh cốp xe bị mở với hơn chục hộp đựng phiếu không ai trông giữ sau đó đã được các đảng viên cộng hòa và những người ủng hộ ông trump chia sẻ trên mạng xã hội và làm dấy lên nghi vấn xoay quanh công tác an ninh đối với phiếu bầu qua thư chính quyền thành phố edina và quận hennepin ở bang minnesota sau đó buộc phải đưa ra thông cáo cùng hình ảnh trích xuất từ camera an ninh để khẳng định sơ xuất của nhân viên bầu cử trên không tạo cho các đối tượng xấu cơ hội động tay động chân vào các hộp phiếu trên. Tỷ phú Elon Musk mới đây đã hứa sẽ tặng 1 triệu đô la Mỹ một ngày cho đến cuộc bầu cử vào đầu tháng 11 cho người ký đơn thỉnh cầu trực tuyến ủng hộ hiến pháp Mỹ. Phát biểu tại một cuộc vận động ở Harrisburg, Pennsylvania vào ngày 20 tháng 10, nhà sáng lập Tesla và SpaceX Elon Musk tuyên bố Chúng tôi thực sự muốn có càng nhiều người ký vào bản kiến nghị này càng tốt. Vì vậy tôi có một bất ngờ dành cho các bạn. Đó là chúng tôi sẽ trao ngẫu nhiên 1 triệu đô la Mỹ cho những người đã ký tên vào đơn kiến nghị mỗi ngày cho đến cuộc bầu cử. Đơn kiến nghị nêu, tu chính án thứ nhất và thứ hai đảm bảo quyền tự do ngôn luận và quyền mang vũ khí. Bằng việc ký tên dưới đây tôi cam kết ủng hộ tu chính án thứ nhất và thứ hai. Tỷ phú Musk đã ngay lập tức tặng 1 triệu đô la Mỹ đầu tiên cho một người có mặt tại sự kiện vận động ủng hộ dành cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa, cựu tổng thống Donald Trump. Ý tưởng là động thái mới nhất của tỷ phú Musk cho thấy việc ông sử dụng khối tài sản khổng lồ của mình để tác động đến cuộc chạy đua vào Nhà Trắng giữa ông Trump và Phó tổng thống Kamala Harris. Ông Musk đã đi khắp Pennsylvania trong tuần này để vận động tranh cử hỗ trợ ông Trump. Điều này nêu bật tầm quan trọng của bang chiến trường quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024. vừa rồi là những thông tin mới nhất về tình hình thế giới mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh youtube báo giao thông xin kính chào và hẹn gặp lại